Đêm nay là trận quyết định. Tụi bay chuẩn bị xong hết chưa? Dạ rồi. Dạ rồi. Anh hai tới rồi kìa. Dạ. Dạ chào anh hai. Chào anh hai. Anh hai. Chào anh hai. Anh hai. Chào anh em. Dạ. 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 Lần này bắt mọi người chịu cực vì tôi. Khi xong việc, tôi sẽ không để mọi người phải thiệt thòi đâu. Dạ. Tụi bay nghe anh hai nói gì chưa? Dạ. 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 Phá Điên, bớt lại cái giọng phách lối của mày đi. Nếu mà không có anh em đồng tâm hiệp lực á, chả ra trò trống gì đâu. Dạ. Dạ biết rồi. À, giới thiệu với mọi người, đây là Bình Cẩu, anh em kết nghĩa với tôi ở trong tù. Mọi người làm quen đi. Dạ chào anh Bình. Dạ chào anh. Dạ chào anh. Chào các bạn. Bình Cẩu sẽ thay Phá Điên phụ trách khâu cuối cùng của kế hoạch. Anh hai, hàng lần này hơi cứng. Một mình thằng này biết nghe nổi không? Kế hoạch đó là do tất cả mọi người cùng làm, chứ không phải một mình ai hết. Mày làm tốt công việc của mày đi. Anh em sẵn sàng chưa? Dạ, dạ rồi. Dạ rồi. Xuất phát. Dạ. Dạ. Tôi mệt mỏi quá, nhưng còn quá nhiều anh em cần tôi. Xin lỗi anh Mã. Lúc trước có vài chuyện, tôi hiểu lầm anh. Chú hiểu tôi thì được rồi. Nhưng còn thầy... Rồi thầy sẽ hiểu việc anh đã làm. Sao anh không nói sự thật cho thầy biết những việc anh đã làm? Tôi hiểu rõ con người của thầy. Ông ấy sẽ nói tôi cố tình làm ra vẻ cao thượng để che đậy hành vi bất chính của mình. Thầy chỉ muốn tốt cho anh. Trong tất cả các học trò, anh là người thầy yêu thương nhất. Lúc nào thầy cũng nhắc đến anh. Tôi hiểu tấm lòng của thầy. Một ngày nào đó, tôi sẽ đến tạ tội trước mặt thầy. Anh đừng uống nữa. Không hiểu tại sao tối nay tâm trạng của tôi bất an quá. Tôi muốn uống vài ly cho tinh thần tỉnh táo. Anh Mã, tình hình lúc này hơi lộn xộn, anh cần phải cẩn thận hơn. Cô Dung, bộ cô muốn về Sài Gòn hả? Vậy chị chưa ngủ sao? Cậu biết thế nào cô cũng bỏ đi, nên dặn tôi không được rời cô nửa bước nữa. Anh ta trả cho chị bao nhiêu tiền, tôi sẽ đưa chị gấp đôi. Chị ơi, làm ơn cho tôi đi khỏi chỗ này đi. Cô nghĩ tôi ham tiền vậy sao? Trang trại thì rộng lớn như vậy, ngoài cổng thì bảo vệ đang nhậu, làm sao cô ra lọt nó đây?
Giờ này chắc là họ cũng đã xịn hết rồi, không ai để ý tới tôi đâu. Chị nè, chị mà không nói với ai á thì đâu ai biết tôi bỏ trốn. Chị giúp tôi đi. Chị giúp tôi đi mà. Tôi năn nỉ chị đó. Thôi được, cô đi đi. Nhưng mà cẩn thận đó. Cảm ơn chị. Cô đi nhanh đi. Cảm ơn chị nhiều lắm. Đi đi. Lòng quân dương xúc động mối thâm tình, đưa tay lên vuốt chọc đầu bạc, nhấp chén rượu đào nghiền ngắm chuyến gần xa. Bóng người mới đưa mắt nhìn xem hang cua dưới gốc thạch bàn, con cua cái nằm lột vỏ trong hang. Con cua đực ngày đêm lo canh giữ vợ hiền. Ê, ai vậy? Đứng lại coi. Chạy hả? Đứng lại. Đứng lại. Ê. 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 Cô Dung. Trời ơi. Trời ơi. Coi, coi em bé có sao không? Ờ, cô Dung. Ờ, ngoan. Tỉnh lại nè. Cô Dung ơi. Nè. Cô có sao không cô? Cô Dung ơi. Vô đây cắt. Dạ dạ ông mã. Bọn cừu tốc độ kéo tới. Đi. Thank you.
Đang bị cái gì vậy? Em cũng không biết nữa, đang chạy tự nhiên tắt máy. Chào ông Mã. Mày làm tốt lắm. Dạ. Yeah. Thì ra là mày. Ông đừng có trách tôi. Có trách á thì trách ông đã quá già yếu bớt. Cái vị trí của ông hãy để cho người khác mạnh mẽ hơn thay thế. Còn mày, kẻ phản bội như mày, tao không cần phải giữ lại bên mình này. Giơ tay lên! Anh đã bị bắt! Giơ tay lên! Mấy anh bắt lầm rồi! Tôi bị quan! Quan còn bị quan mà! Bắt lầm rồi mấy anh ơi! Bắt lầm rồi! Đứng dậy! Tôi đâu có tội gì đâu mấy anh ơi! Vô! Vô! Đây, tiếp nè. Vô. Ăn đi. Ăn đi, ăn đi. Rồi, vô. Vô, vô. 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 Dạ, mời mấy anh. Đây, để xuống cho. Dạ, em cảm ơn. Mình đẩy cái dĩa kia ra coi. Đây, để em, để em. Vô. 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 Vô mày. Vô. Cùng mày lên. Vô. Uống đi. Vô. Vô. Lại đi em. Uống với anh chứ sao đi được. Dạ em uống một ly thôi nha. Tặng cho em nè. Rồi. Khoan em uống đã. Thôi, xin giới thiệu với anh đi. Em. Đây, vô em. Gái mới của vô. Em. Hay quá. Vô. 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 Em uống 50, anh uống 50 nha em. Ok, đủ 50 rồi đó. Tặng em nữa nè. Dạ thôi, cảm ơn anh. Nè, chơi dạ, hả? Em xin phép. Xíu nữa quay lại với anh nha. Rồi, vô, vô, vô. 1, 2, 3. Vô. Em ơi, bia nữa đi. Đã quá. Này ngon mày. Đá nữa. Đã. Mát. Ghê. Tôi có hồn. Ở đây không phải chỗ ăn chùa uống chùa nghe chưa. Nè, chút xíu nữa đừng nói tính tiền mà tụi bay ký sổ nghe. Là chết với má bay đó. Anh Cường bảo kê tụi con. Vô đi, tiền bạc để vô, anh Cường vô, lo. Vô. Má kia yên tâm vô, đi. Vô. Tao có thấy mặt mũi thằng Cường ở đâu đâu. Nè, tụi bay đừng có qua mặt tao. Anh Cường nói á, tụi con có ăn nhậu thoải mái, lát về anh thanh toán. Thôi, vô tụi bay, vô đi. Vô. Nè 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 nè. Vô. Nè. Mấy thằng cu hồn. Tao tạm tin, nhưng chút nữa thằng Cường mà nó không ghé đây ha, là cái chầu này mày ôm hết đó nghe. Rồi, mày yên tâm đi. Vô đi, vô đi. Vô, vô, vô. Trời ơi.
ăn nhậu mà la lối như tụi bay á, khách người ta bước vô mà thấy cái mặt cô hồn của tụi bay người ta bỏ chạy hết trơn rồi. Má ơi, tụi con tính nó vậy quen rồi, bỏ được đâu. Kệ nó. Vô. 1 2 3 vô. Đâu phải sửa không được đâu, tại vì vắng chủ nhà gà mọc đuôi tôm đó thôi. Dạ. Má, đại ca, có chuyện gì vậy? Dạ chào anh. Phải con gì sớm chút xíu á, má đâu có hào hơi tổn tiếng với tụi cô hồn này đâu. Má, sau này má còn nhờ giả giờ tụi nó nhiều việc mà, má dễ dãi với tụi nó chút đi. Thôi được rồi, nè, coi như chầu này tao đại đó, như mai mốt á ha, ly cà phê đá, ly trà đá, tao cũng tính tiền hết biết chưa? Trời ơi, má muốn nắm. Dạ, cảm ơn má. Đồ quý gì đâu. Ăn đi, ăn đi. Mời đại ca ngồi. Vô. Thoải mái nha. Dạ, cảm ơn. Cảm ơn anh Cường. Cho bia đi. Thôi, em ơi, bia. Ăn đi tụi bay. Bia lên đi. Vô. Vô. Anh tên gì? Bình cậu, tôi hỏi họ tên thật của anh là gì? Dạ, em tên là Nguyễn Văn Bình, mọi người hay gọi em là Bình Cẩu. Bởi vì trước đây em có biệt tài săn chó, bán cho mấy quán nhậu để kiếm tiền sinh sống. Tại sao anh giết Mã Phi? Em đã trình bày với cán bộ nhiều lần rồi. Em bị quan. Em không hề giết ông Mã, em nói thiệt. Em thề là em không giết ông Mã mà. Vậy tại sao lúc đó anh lại có mặt ở hiện trường? Dạ, thưa cán bộ, sau khi em ra tù, em chưa có việc làm, thì ông Mã mới kêu em về làm việc cho ông Mã. Hôm đó ông Mã mới kêu em đi công việc. Xe đang chạy đi, tự nhiên dừng lại, rồi tài xế nói xe bị hư. Em và ông Mã vừa bước xuống xe thì bất ngờ ông tài xế, ông rút súng chĩa về phía ông Mã. Trong lúc đó ông Mã cũng rút dao phóng thẳng về phía tài xế. Cùng lúc đó thì tiếng súng nổ lên. Em thấy hai người đó ngã xuống. Em sợ. Vậy tại sao khi chúng tôi tới anh lại bỏ chạy? Dạ, thưa cán bộ, tại trước đây em có tiền án. Cho nên em thấy mấy anh tới, em sợ quá em bỏ chạy. Cái đó cũng là phản ứng tự nhiên thôi, chứ em không có giết ông Mã. Dạ, những gì mà em biết, em đã khai cho cán bộ hết rồi. Em thề là em không có giết ông Mã, em bị quan. Cán bộ ơi, tin em đi, em bị quan mà. Thôi được rồi, bây giờ anh hãy viết bản tường trình tất cả những gì anh biết đi. Dạ. Cường tốc độ, mày đúng là xảo quyệt. Mày tưởng tìm được kẻ thế thân là thoát khỏi pháp luật sao? Lưới trời lồng lộng, nhất định tao sẽ có đủ chứng cứ để bắt mày. Ê, nãy kiểm tra sao rồi mày? Đâu, để coi tin mày có đó. gì cũng lên giá rồi, ăn uống gì trời. Cà phê nè anh. Dạ, cảm ơn chị. Hey. Dì Nương. Ông Tư cũng chưa ra hả? Công việc sao? Trời ơi, cái cô này làm như lúc nào tôi cũng quản lý ổng hết à. Trời đất ơi, hai người thuê nhà ở gần nhau, ông Tư bị gì á thì dì cũng biết, dì bị cái gì á ông Tư cũng hay, mà ông Tư không có ở đây sao dì không biết là sao? Đúng không? Thì... Ê, ông ra kìa, ông Tư. Trời đất ơi, bay làm gì mà om sòm làm tao giật mình à. Nãy giờ con nhắc ông Tư nè, phải nhắc tiền nhắc bạc đỡ biết nhiêu. Uống cà phê chưa? Từ sáng giờ đi bán có uống ly nào đâu. Vậy con làm ha. Ông rồi, Tư ngồi đi. Cho tao ly ha.
Cà phê nè ông Tư. Cảm ơn. Ông Tư, hôm qua ông đàn cái bài gì mà nghe hay dễ sợ. Con nghe hả, con nhớ nhà con khóc sưng con mắt luôn á. Ôi xạo. Thiệt. Nè ông Tư nhìn đi, con mắt con vẫn còn sưng nè. Ông Tư, bữa nay thử đàn lại cho con nghe nha. Nhưng mà nghe rồi là đừng có khóc nghe không? Dạ, con không có khóc đâu. Em bán hết rồi hả? Dạ. Em tặng anh cái này nè. Mua chi cho tốn kém vậy? Đâu có gì đâu mà tốn kém. Em đổi chú chiên với người ta đó. Ủa? Bánh ngon lắm đó. Cảm ơn em. Nhớ ăn hết, đừng có bỏ mứa nha. Lo làm đi. Dạ. Ta chờ kìa. Dạ dạ. Tám hoài. Thôi anh vô làm nha. Em đi về nha. Giết người ta hả? Tại sao hai người đánh một người? Không phải chuyện của mày. Anh có sao không? Dạ không sao. Cảm ơn anh nha. Đưa tôi bàn bó vết thương cho. Thật khỏi. Chắc tôi không sao. Có mấy đứa em nó băng cho tôi được rồi. Cảm ơn anh nha. Anh, tôi là Minh Lì. Hèn gì
anh cũng lì thiệt đó. Cảm ơn. Anh tên gì? Tôi tên Thiện Nhân. Dạ cảm ơn anh Nhân. Không có gì đâu. Cảm ơn anh nha. Chào ông Dương. Chào cô. Chúng tôi rất mừng được ông ghé thăm. Dạ, dạ. Mời ông vào. Bạn mới tới tôi vậy? Chút nữa mới tới ông. Từ từ đi. Dạ con chào bác. Dạ con chào bác. Dạ con chào bác. Mời chị tới bạn kìa. Mời ông ngồi. Coi mình nhảy nè. Nè, chào con. Con. Nó dễ thương lắm. Dạ, dạ con mời bà mời bác. Cảm ơn con. Con thưa cô, hôm nay tôi tới đây gặp cô để bàn về việc xây trường học cho các bé. Dạ. Dạ. Thay mặt các cháu tôi cảm ơn ông. Cũng nhờ ông bấy lâu nay đứng ra tài trợ cho các cháu. Không có chi. Dạ tôi sẽ giao cho cô cái bản thảo về việc xây trường này. Cô xem nếu có gì thay đổi thì báo cho tôi sớm. Còn không thì tuần sau tôi sẽ cho người thi công. Dạ, dạ. Đây, tôi gửi cô. Dạ, cảm ơn ạ. Hy vọng là sau này các bé sẽ có một ngôi trường khang trang để mà học hành tử tế. Dạ, cảm ơn ông ạ. Đau. Nhẹ nhẹ thôi. Ân nhân của tao á. Ân nhân của tao kìa. Ủa là sao anh? Hồi nãy thằng này á, quýnh hai thằng kia bỏ chạy luôn á. Ủa, em thấy thằng đó có bay lớn vậy mà nó đánh hai thằng đó giáng luôn hả anh? Chứ còn gì nữa, nó quýnh đẹp hơn trong phim luôn á. Tao không ngờ nó quýnh hay mà chạy xe cũng giỏi nữa. Tao kết thằng này rồi. Hai đứa mày mà đụng tới nó hả là chết với tao đó nghe. Dạ, dạ. Đã thiệt. Sao không anh? Đau. Bây giờ phải qua gặp nó thôi. Mình phải kết tình huynh đệ với nó mới được.
nhiêu vậy anh? 201. À đây. Rồi, cảm ơn nha. Không có gì. Ừ. Nè, giữ cái này uống cà phê. Cảm ơn anh. Xong rồi đó. Tối nay bảo đảm thắng chắc. Tối nay mà vô độ á, anh sẽ thưởng cho mày. Cảm ơn anh. Ừ. Dạ. Dạ, xin phép cô. Chào ông. Nè, chào con. Dạ, chào cô. Dạ, chào ông. Nè, chào ông coi. Ông đi nghe. Ngoan. Con chào gì? Có phải con là... Dạ, con là Dũng này gì? Dũng. Gì? Dũng con ơi. Dì khỏe không? Khỏe. Con sao bấy lâu nay không thấy con về chơi? Con đi đâu vậy? Ngồi, ngồi. Dạ. Ngồi đi con. Con uống nước nè. Uống nước đi con. Dạ. Mấy năm qua con ngược xuôi khắp nơi, cuộc sống của con bận rộn quá. Bây giờ công việc của con ổn định rồi, sắp tới con sẽ về thăm dì và các em nhiều hơn. Ừ. Mà dì à, cái người sang trọng hồi nãy bước ra là ai hả dì? Cái ông hồi nãy hả? Ông đó là ông Bá Dương. Ông là chủ các khách sạn lớn ở thành phố đó. Sắp tới ông về đây ông mua đất, ông cất trường cho mấy đứa nhỏ học nữa. Bá Dương. Bá Dương. Sao nhìn ông ta quen quen vậy? Thôi, lâu quá con mới về đây. Trưa nay ăn cơm với dì nghe. Dạ. Vậy hen. Ờ, mấy đứa nhỏ ơi, vô rửa tay rồi đi ăn cơm ha. Đi con. Dạ. Vô đi mấy con. Anh ơi, anh Thiện Nhân ơi, anh Nhân ơi, anh Thiện. Dạ chào đại ca. Ủa sao biết nhà tao ở đây vậy? Dạ em hỏi ngoài đầu đường á, ta chỉ vô đây có cái nhà có cái cửa xanh xanh, em tới cái trúng luôn. Đại ca có chuyện gì không? Dạ em tới đây á là trước á là để cảm ơn đại ca cứu mạng em, sau đó em có một ít xính lễ tới cảm ơn đại ca. Thôi thôi thôi, mày bại vẻ quá. Không có chuyện gì đâu, tao thấy chuyện bất bình nên ra tao giúp đỡ thôi à, không có gì hết á. Dạ đại ca thì không có gì, nhưng mà với em biết ơn quá, không nhờ đại ca là em chầu diêm chúa rồi. Dạ bữa nay á em đem con vịt với chai rượu qua, đại ca với em á không sai không gì. Thôi tao đâu có biết nhậu đâu mà nhậu. Mày đem về đi. Dễ lắm đại ca, mình chỉ cần rót ra cái ly á, cái mình bưng lên mình uống, mình nuốt một cái ực cái xong rồi đại ca. Uống chai đại ca. Uống cái này vô đã lắm. Nó tưng tưng, nó lân lân, nó phê phê đã lắm. Với lại giờ nguyên con vịt, nguyên chai vậy, mình em uống chắc chết quá. Chai đại ca. Thôi được rồi, mày ra ngoài đi. Đứng đây một hồi nội tao thấy nội tao la đó. Nội, nội, có ra ngoài xíu nha nội. Đi đi đi. Oh, my God.
Thôi ngồi ở đây đi. Hả? Trong đó chó sủa om sòm lắm. Ngồi đây hả? Ừ. Mày mua chi con vịt bự dữ vậy? Dạ không có. Nãy em ra em kiếm vịt nhỏ mà không có, em vớt luôn vịt bự luôn. Mà phải là con vịt bự mới được, để chứng tỏ tấm lòng thành của em với anh chứ. Mày đây ca, ngon lắm đây ca, ăn đi. Ăn đi đây ca, ăn đi. Ủa làm gì vậy? Trước khi uống rượu á, mình phải cúng mấy người nằm xuống. Cài quá uống không được. Gì văn tùm lum vậy? Kinh nghiệm uống rượu của em á là đừng có chấp môi. Mình bưng nguyên một ly mình uống cái ót luôn. Đây nè, coi em nè. Đây nè. Ngon ghê luôn. Nè, ăn mồi ha. Tao thấy có uống muốn chết luôn mà sao mày uống thấy dễ quá vậy? Uống rượu là nghề của em mà. Hồi đó em đi bán giấy số, vô trong mấy quán nhậu á, gặp mấy anh cha đang nhậu. Em mời mấy anh chả, mấy anh chả nói vậy nè: uống ly mấy chả, mấy chả mới mua. Uống riết giờ quen rồi, thấy ngon. Hồi nhỏ mày bán giấy số hả? Dạ. Uống đi anh. Ừ. Vô. Mà phải công nhận á, cảm ơn anh nha. Hồi trưa mà không có anh em chết với tụi nó quá. Nhắc tao mới nhớ, mày làm gì mà để hai thằng đó dí mày đánh dữ vậy? Gì? Trời ơi, bị đánh là bình thường anh ơi. Còn hồi trưa do em đi qua bên buôn bán ở địa bàn của nó, không kịp né nó, chạy không kịp. Chứ mấy hôm em thấy nó chạy đâu quýnh được em đâu. Ừ, mà nhờ có anh chứ không thôi là nó quýnh em chết tại chỗ á. Tao thấy mày nhỏ mà mày cũng lì dữ à. Em tên Minh Lì mà. Ờ mà hồi nãy mày nói mày bán là mày bán hàng gì vậy? Bán hàng cấm. Hàng cấm hả? Hàng cấm là hàng gì? Hàng cấm là hàng, hàng cấm bán á. Hàng trắng á. Hàng trắng hả? Mày bán hàng trắng hả? Anh nhỏ thôi, tại vì mưu sinh thôi anh ơi. Chứ em đâu có muốn đâu. Làm cái đó nguy hiểm lắm. Em cũng muốn, muốn bỏ nghề á. Tao nói cho mày biết, hồi trưa này tao thấy mày nhỏ con bị hai cái thằng đó ăn hiếp, cho nên tao mới ra tao giúp đỡ mày thôi. Chứ tao biết mày bán mấy cái hàng đó, tao không có quan tâm đâu. Dạ em biết rồi. Nhưng mà nói nào ngay á, cái đó dễ kiếm tiền. Cái gì? Dễ kiếm tiền hả? Thiếu gì nghề để làm? Sao mày không làm mà bán cái thứ giết người đó? Tao sẵn đây nói với mày luôn, nếu từ bây giờ trở đi mà mày không bỏ cái nghề đó thì đừng có chơi với tao. Anh, chắc em cũng phải bỏ thôi. Chứ bây giờ buôn bán kiểu đó bị quánh, bị quánh riết có ngày cũng chết, không chết cũng bị công an bắt. Mày biết như vậy là tốt đó. Thôi thôi kệ á. Thôi thôi mình uống ly đi anh. Hả? Anh. Thiếu gì việc để làm mà không làm, đi buôn ba cái thứ giết người đó. À thôi bỏ qua đi, mai mốt anh có rảnh á dạy em mấy ngón nghề nha. À
Anh quýnh đẹp quá. Ờ, bữa nào có dịp tao chỉ cho mày mấy chiêu, nhưng mà để rèn luyện sức khỏe thôi nha, không phải để đánh nhau đâu. Dạ. Ly này, cảm ơn anh. Mời anh. Từ từ rồi quen anh. Tục Quyên, Tục Quyên. Tục Quyên. Tục Quyên. Quyên. À, ủa? Quyên không để ý gì tới tôi hết trơn vậy? Làm tôi chạy theo gần chết. Anh đi theo tôi làm chi vậy? Ờ, tôi có này cho Quyên nè. Chúc Quyên sinh nhật vui vẻ. Anh nhớ ngày sinh nhật của tôi hả? Ngày đặc biệt của Quyên mà, tôi phải nhớ chứ. Thôi tôi không dám nhận quà của anh đâu. Má anh mà biết á, má anh chửi tôi chết á. Trời ơi, chửi gì mà chửi, má anh không biết đâu. Ờ, Quyên nhận đi. Thôi, anh nhớ ngày sinh nhật của tôi là tôi vui lắm rồi. Còn món quà này tôi không dám nhận đâu. Ừ. Ủa gì kỳ vậy? Quyên. Quyên. Tôi nuôi mấy dây hụi của bà hả? Không có lời chút nào hết trơn hả? Đợt sau hả? Tôi để tiền á, tôi kinh doanh mấy cái khác còn lời hơn. Cái gì? Bà hỏi tôi kinh doanh gì để làm gì? Trời ơi, tôi mà nói cho bà biết hả? Bà nói cho khách chợ này biết sao? Ngu sao nói? Thôi, tôi rành miệng bà quá mà. Cái gì vậy trời? Dạ, con xin lỗi bà chủ. Xin lỗi cái gì? Tao nghe mà xin lỗi miết hả? Dạ, dạ. Trời ơi, tao mướn mày về á, ăn ngày ba bữa, cuối tháng trả tiền lương, mà không được việc gì hết trơn hả? Ngày nào cũng không đổ cái này thì đổ cái kia. Con gái con lứa gì đâu mà hậu đậu. Ê, ê. Dạ. Làm ăn gì mà dối trá dữ vậy mày? Xếp cho gọn gàng lại coi. Nghe chưa? Dạ. Xếp cho vuông vứt như mấy cây ở dưới kìa. Dạ dạ. Bực bội. À, đâu có. Trời ơi, ai dám chửi chị? Tự nhiên nói tôi chửi bà hậu đậu. Tôi chửi cái con phụ việc nhà tôi. Trời ơi, ngày nào cũng đổ tháo hết trơn á. Dại hoài hả? Chị biết tôi đâu có thích chửi ai. Thôi, có gì tám sao nghe. Vậy nghe. Ờ. Mẹ. Ừ? Ủa? Đi học về hả? Sao mặc quạo đeo vậy? Con không muốn đi học nữa. Sao không muốn đi học? Ở trên trường có ai ăn hiếp con hả? Để mẹ lên trường con hả? Mẹ ăn hiếp con chứ ai? Mẹ nào bao giờ ăn hiếp con? Mẹ cưng con quá mà. Chứ mẹ nói gì với Thục Quyên? Bà ấy không thèm nhận quà sinh nhật của con nè. Tưởng chuyện gì hết hồn. Vì gái mà về đây nặng nhẹ mẹ vậy đó hả? Nhưng mà con thích Thục Quyên chứ bộ. Con thích nhỏ đó hả? Ừ. Thôi được rồi, để mẹ gặp con nhỏ đó. Mẹ nói là nó nhận quà sinh nhật này của con đi. Được ừ. Chưa? Thì cả mẹ. Ừ. Mẹ, vậy mẹ qua nhà bạn ấy liền đi mẹ. Ừ. Cảm ơn mẹ nha. Ừ. Mẹ gái thấy ớn. Ông ngoại ơi. Ngoại ơi ngoại. Ngoại ơi. Ủa, sao bữa nay về trễ vậy con? Dạ, tại đường đông nên xe buýt đi chậm đó ngoại. Ừ, vậy ha. Ừ, ông ngoại. Ừ. Ông ngoại biết hôm nay là ngày gì không? Ừ, ngày gì? Mà bay không nói làm sao ngoại biết được. Ừ, ngoại làm con mất hứng luôn à. Ừ.
Rồi. Đây. Không biết ai để gói quà này trên bàn nè. Đó rồi bây giờ con mở ra con coi đi. Nghe không? Con biết là ngoại nhớ ngày sinh nhật của con mà. Cảm ơn ngoại. Thôi bây giờ con mở ra con coi đi. Dạ. Để ngoại vô hâm nồi canh cho con cái đó. Dạ dạ. Rồi mở ra coi. Dạ. Đẹp quá ông ngoại ơi, con cảm ơn ngoại nha. Tặng cho em nè. Anh nhớ ngày sinh nhật của em hả? Nhớ chứ, sao anh quên được. Em cảm ơn anh nha. Ừ. Món quà này rất có ý nghĩa với em. Anh có biết không? Thục Nguyên ơi, ngoại hâm nồi canh cho con rồi nè. Sao mà xuống ăn nha. Dạ. Dạ, con chào thầy. Dạ. Thôi, xuống ăn cơm đi. Dạ, anh để chơi với ngoại nha. Ừ. Ngồi con. Dạ. Dạ, con mời thầy. Uống đi con. Dạ. Thầy không nhìn lầm người. Con giống y như thầy hồi trước vậy. Con người ai cũng có mục tiêu để sống. Đừng nên sử dụng thủ đoạn để làm tổn hại người khác không tốt. Dạ. Chỉ cần tận tâm tận lực với việc mình làm thì cuộc sống sẽ thoải mái hơn. Cô chủ, có chuyện gì vậy dì Sáu? Tôi có cái hộp này muốn đưa cho cô chủ xem. Đây là cái hộp gì vậy? Tôi chưa có thấy nó bao giờ. Tôi dọn dẹp thấy cái hộp này trong phòng. Mấy thứ này cô chủ xem có thể nhớ lại những chuyện trước đây. Yeah.
Con trai của tôi, con trai của tôi nè, các con của tôi nè. Đúng rồi, đây là con của cô. Cô nhớ rồi sao? Nhưng con trai của tôi đâu? Sao tụi nó không tới thăm tôi? Tại sao lại không tới thăm tôi? Con ơi, con ở đâu vậy? Sao không tới thăm mẹ? Mẹ chờ con. Mẹ chờ con mà. Mẹ chờ con đó. Trời ơi, biết bao giờ trí nhớ của cô chủ mới phục hồi được chứ. Khuya rồi, mày kiếm tao có chuyện gì không? Dạ, có chuyện em mới tìm anh đó. Ừ, chuyện gì mày nói đi. Dạ, thật sự là hôm trước á, em có cần tiền. Em có mượn tụi đầu bò bển ít tiền. Bây giờ tới hẹn trả nợ rồi mà em không có tiền. Tụi nó ép em phải đua xe. Nếu mà thắng sẽ trừ nợ, còn nếu mà thua nó chồng nợ lên. Em tính nhờ anh đua xe giùm em. Cái gì? Mày tính nhờ tao đua xe để trả nợ cho mày á hả? Thôi 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 đi, mấy vụ đó tao không làm đâu. Nợ tao biết được, nợ tao la chết. Dạ dạ anh, chứ em vậy sao em đua lại tụi nó? Với lại hôm trước em thấy anh chạy xe hay quá trời. Thôi 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 thôi, chuyện của mày mày tự giải quyết đi, đừng có lôi tao vô. Anh giúp giùm em lần này thôi. Không lẽ anh thấy em chết mà anh không cứu? Với lại em, anh mà đua thắng á là tụi nó trừ hết nợ cho em. Em không dính tới tụi nó nữa đâu. Em hứa mà. Nhanh giúp giùm em nha. Mà mấy cái vụ đua xe nguy hiểm lắm, tao không có giúp mày được đâu. Thôi đi. Anh em năn nỉ anh á, một lần này thôi. Anh mà không giúp em, coi như em chết với tụi nó. Mày á, mày ngu lắm. Tụi nó đang ép mày đó. Tụi nó ép em được, em nghĩ tụi nó không ép anh được đâu. Nha anh giúp giùm em đi, một lần này nữa thôi, em hứa luôn á. Em biết là không phải chuyện của anh, nhưng mà bây giờ em vô đường cùng rồi. Anh ráng giúp giùm em một lần duy nhất thôi. Anh muốn cái gì em cũng chịu hết á. Rồi mày tính đua bằng cái xe này á hả? Xe là mấy em lo hết rồi. Chiếc này sao đua lại tụi nó. Anh giúp em nha. Thôi mày chở tôi ra gặp tụi nó coi sao. Dạ. Dạ xin chào. Nhức đầu quá à. Dạ xin mời. Dạ mời. Dạ. Wow.
Đám đó là ai vậy? Dạ, đám đó là tụi con nhà giàu ở tỉnh lên thành phố chơi. Bám sát nó cho tao. Dạ, em biết rồi, đi. Đây là nhóm đầu bò hôm bữa em có nói với anh đó. Ừ. Ê, mày nói nhóc nãy hả? Mày nói à nhóc? Không có xúc phạm tới bạn tao nha. Nhìn thấy mặt nó là tao biết mày thua rồi. Chấp mày hai cục đèn đó. Sao? Dám không? Sợ hả mày? Mình đi về đi. Ê, anh mà không đua tụi nó giết em á. Anh giúp em một lần thôi, em nói với anh rồi mà. Sao? Có đua không? Mày mà không đua là coi như bỏ cuộc đó. Độ này tao thắng. Chấp rồi mà cũng không dám hả? Thôi được, chơi thì chơi, không cần mày chấp đâu. Được, chơi. Lấy xe mày ra. Tí. Dạ. Xe đây anh, xong hết rồi đó anh. Ừ. Dạ. Đi hết con đường này, ai quay lại trước thì đã chiến thắng. Anh cũng chuẩn bị 1, 2, xuất phát. Huh?
Đào Bo. Chui. Mày thích cái trò này lắm hả? Đi về. Anh. Ê. Vậy đây ca. Nè. Cho mày nè. Dạ cảm ơn. Dạ em nghe. Mọi chuyện bên đó ổn chứ? Dạ mọi chuyện ổn hết anh hai. Vậy à? Mày dặn tụi nó làm chuyện gì thì cũng phải cẩn thận, tuyệt đối ở trong vũ trường, không được buôn bán ma túy. Tao mà biết đứa nào làm bậy thì đừng có trách tao. Dạ em biết, em không để anh hai thay tiếng đâu. Mày cử vài đứa sang quán Hương Đồng canh cá chùm cho tao. Nghe nói lúc này bên đó rất là lộn xộn. Dạ, bên đó tụi nó lúc nào cũng trực chiến cả ngày lẫn đêm. Có chuyện là tụi nó ra tay ngay. Đại ca cứ yên tâm. Được rồi, mày cứ làm việc đi, tao tin tưởng mày đó. Dạ. Dạ, dạ chào anh. Nè, tao nói cho mày biết, tao giúp mày lần này không có lần sau đâu nha. Dạ em biết rồi. Anh của anh nè. Thôi mày giữ mày trả nợ đi. Đâu có nợ nần gì đâu. Anh thấy không, chạy con vòng à, được nhiêu đây rồi. Một tháng á chưa chắc gì anh làm được nhiêu đây nha. Lần sau em cấp độ gấp đôi luôn. Cái gì? Mày, tao nói cho mày biết, tao đua xe không phải vì tiền, mà chẳng qua tao muốn giúp mày thôi. Vậy mà mày dám gạt tao? Đừng bao giờ nhìn mặt tao nữa. Anh nếu anh không thích, em đem tiền trả tụi nó. Tao nói cho mày biết, tao không giống như tụi mày kiếm tiền bằng mấy cái nghề đó. Tao kiếm tiền bằng sức lao động của tao. Dạ dạ, em biết em sai rồi. Vậy bây giờ em đem tiền em trả tụi nó. Mày muốn làm gì mày làm. Cái chết của thằng Đăng nhưng chưa được sáng tỏ là mẹ như mình mà không giải quan được cho con, để cho nó chết nhưng mang tiếng giết người. Nội, nội có sao không nội? Nội đau quá.
cái bao tử của nội nó lại dở chứng nữa rồi. Để ngày mai cô đưa nội đến bệnh viện khám bệnh nha. Thôi, đi bệnh viện chi cho tốn kém. Nội uống nghệ với mật ong á là khỏi liền à, không có sao đâu. Sức khỏe của nội là trên hết. Không được, con nhất định phải đưa nội đến bệnh viện để khám bệnh mới được. Trời ơi, không có đi bệnh viện gì hết trơn á. Nội khỏe re vậy đi vô đó làm gì? Con cũng biết á là nội sợ cái mùi thuốc sát trùng ở đó rồi mà. Nội à, con chỉ có nội là người thân duy nhất. Nếu nội có mệnh hệ gì á thì con biết sống với ai đây? Tội nghiệp cháu tôi quá. Nội không có bỏ con đi đâu. Nội nghe lời con, ngày mai con đưa nội đi khám bệnh. Mồ tổ cha mày, nói đi nói lại cũng bắt nội đi gặp mấy cái ông bác sĩ đó à. Sao mày giống thằng cha mày quá vậy? Mà sự việc của nó chưa giải quyết xong, nó còn mang tội sát nhân, biết bao giờ minh oan được cho nó. Nội, có phải nội đang nghĩ về cái chết của ba con không nội? Nội yên tâm đi, con nhất định phải làm sáng tỏ cái chết của ba con mới được. Thầy ơi, cho con nghỉ chút xíu được không thầy? Con mệt quá. Muốn có sức khỏe để giúp đời, giúp người thì phải rèn luyện thân thể, đồng thời phải có nghị lực con à. Dạ, nhưng mà con khỏe lắm thầy. Sức khỏe của con không cần chỉnh đâu thầy. Con nói gì? Dạ, thầy chưa hiểu. Anh Nhân ơi, anh Nhân. Hả? Anh Nhân. Có chuyện gì? Anh về nhà nhanh đi, nội anh bệnh nằm ở nhà kìa. Cái gì? Dạ. Nè, có chuyện gì vậy con? Dạ nội anh bệnh. Vậy con hả? Đi nha. Từ từ chờ ngoài đi chứ. Nội, nội, nội có sao không nội? Nội có làm sao đâu. Cái con Quyên này thiệt tình à. Dạ, tại hồi nãy con thấy nội đau
rã mồ hôi luôn mà. Nội nói không có sao mà. Dạ. Thôi, con đi bán đi, rồi còn đi học nữa. Dạ. Vậy con đi nha ngoại. Ừ. Thưa nội con đi. Ừ. Em đi nha anh. Ừ. Ừ. Nội sao vậy nội? Nội. Dạ. Bà. Đau. Đau quá đi. Nội đau ở đâu? Nội. Thôi thôi. Nội. Bây giờ mau đưa bà nội con đi bệnh viện đi. Mau lên. Thôi. Nội. Để con đưa nội đi bệnh viện. Thôi con. Không có được mà. Như vậy là phải tới bệnh viện liền mới được. Nội. Ráng chuyện xíu nha nội. Còn với cái. Nói không nghe. Tự nhiên hết gái rồi hay sao? Đấm đầu vô con nhỏ bán chuối chiên. Chuối chiên có cái gì hay? Ai chuối chiên không? Ai chuối chiên không? Cô ơi, ăn chuối chiên không? Ai chuối chiên không? Ai mua chuối chiên không? Con quỷ nhỏ này chết linh lắm nè. Mới vừa dắt chuối chiên đây. Ai chuối chiên không? Ai chuối chiên, chuối chiên không? Cô mua chuối chiên đi cô. Chuối chiên. Chuối chiên. Chuối chiên. Dạ. Cô gọi con hả cô? Ở đây có một mình mày bán chuối chiên à? Tao không kêu mày kêu ai? Dạ cô mua chuối chiên. Ê, tao không mua chuối chiên. Tao kêu mày tới đây á là để nói cho mày biết. Đừng có lảng vảng tới gần con trai cưng của tao. Hiểu chưa? Dạ. Con đâu có dám tới gần con trai của cô đâu. Nên người lớn nói á phải đứng im nghe. Không có trả treo. Gái gì đâu mà mắc mày li lợm. Con đâu có làm gì đâu mà cô la con dữ vậy cô. Cái gì mà rơm rớm nước mắt. Tao đánh mày chưa mà mày khóc hả mày? Hả? Tự nhiên mà đứng đây mày khóc trước hàng tao. Mày trù ẻo tao hả? Mày muốn nguyên ngày nay tao bán ế hả mày? Hả? Tao nói lần cuối đó, không có đến gần ve vãn con trai cưng của tao nghe chưa. Mỗi lần gặp mặt mày là tao không ươm. Cứ sàng sàng hoài hả? Tục Quyên. Chuyện gì vậy? Chuyện gì vậy em? Dạ không. Không có gì đâu anh. Không có. Cô nói với thằng Đạt á, sau này đừng có đi theo Thục Quyên nữa. Nó gây phiền phức cho người ta đó. Ê, hai đứa bay không có hùng vô mà nói xấu con tao nghe chưa? Không có ai rảnh mà đi nói xấu người khác. Cô không tin á, cô về hỏi thằng Đạt đi, nó sẽ nói cho cô nghe. Thằng Đạt con tao á, không bao giờ nó làm cái chuyện gì sai hết trơn á. Có cái con này nè, nó theo nó rù quến nè. Mày dụ dỗ con tao phải không? Dạ, con đâu có. Cô đừng có nói quan cho Thục Quyên. Hả? Ê, mày bính con gái ngoài đường. Mày hổn với tao hả mày? Tao là cô của mày nghe. Dạ thôi anh, đừng có làm lớn chuyện. Anh không cho ai nói quan cho em. Biến giùm cái đi. Sáng sớm gặp cô hồn âm binh không hả? Sao buôn bán gì được trời. Đi giùm đi. Thôi mình đi đi anh. Con đến đây là để báo cho cô biết một tin. Nội bình nặng lắm mà. Ừ? Rồi sao? Bác sĩ nói bệnh của nội phải phẫu thuật. Mà cô cũng biết đó, con làm gì có tiền đâu. Trời đất ơi, sao con không nói sớm? Mới hôm qua cô đóng tiền học cho thằng Đạt mất tiêu rồi. Hết tiền rồi. Mà trời ơi con ơi, mấy bà già hay bệnh giặt lắm. Mấy bữa là hết bệnh mày lo gì. Cô đưa tiền cho con đi. Để con đưa nội vào bệnh viện phẫu thuật. Sau này có tiền á, con trả lại cho cô. Trời ơi cô làm gì có tiền. Một thân một mình cô, nuôi con cô ăn học, cực khổ lắm con biết không. Cô muốn là sau này nó thành người, có công ăn chuyện làm. Chứ cô không có muốn nó hả thất nghiệp, vô học như con. Con hiểu không? Nó mà như con vậy rồi sao? Cạp đất mà ăn hả? Thôi con về đi, cô không có tiền đâu con ơi. Anh, thôi mình về đi anh.
gì nhìn dữ vậy? Cái này hả? Cái này đồ giả con ơi. Cô đeo để lấy le, để mấy người kia họ khỏi khi dễ. Trời ơi, cái này làm gì có tiền mua mấy cái này. Đồ giả con ơi, bán không được. Ừ. Thôi về đi con. Anh Nhân, cô đúng là một con người thật nhẫn tâm. Ê con quỷ, ê con quỷ, trời ơi mày ghen quá hả? Chờ em với. Trời ơi con quỷ, nói như xong rồi đi mày. Nghĩ sao vậy? Tiền của tôi á là đồng tiền đi liền nấm ruột. Nghĩ sao á, tôi cắt ruột đưa cho mấy người. Còn lâu á. Bệnh nhân bị nhiễm trùng túi mật, gây sốt và đau nhiều. Có thể viên sạn làm nghẽn cổ túi mật. Trong trường hợp này, cần phải phẫu thuật cắt túi mật để cứu bệnh nhân. Mình không thể để cho nội chết. Bằng mọi giá, mình phải kiếm được tiền cho nội phẫu thuật. Ngồi đây hả? Làm chạy tùm lum bệnh viện kiếm không thấy đâu hết. Mày kiếm tao có chuyện gì không? Đây là tấm lòng của anh em gửi mày, lo cho bà nội. Tao không lấy tiền của mày đâu. Mày kỳ quá. Anh em không à? Mày khách sáo làm gì? Mày cầm đi, mày không cầm tụi nó buồn lắm. Cầm đi. Tao nói thiệt, số tiền này chẳng thấm vào đâu hết so với tiền viện phí phẫu thuật cho nội tao. Bây giờ tao không biết phải làm sao để kiếm tiền đây. Mày có cách nào giúp tao kiếm tiền không? Ừ, thì có. Nhưng mà mày phải mạo hiểm mới được. Tao không sợ, tao sẽ làm bất cứ chuyện gì, miễn là có tiền, cứu nội tao là được rồi. Tao thấy mày cần tiền gấp quá nên tao mới giới thiệu mày cho ông ta. Ông ta là ai? Tao không có biết, nhưng mà nghe nói ổng chi tiền rất là đẹp sau khi hoàn thành công việc. Mày giới thiệu tao cho ổng đi. Nhưng mà tao thấy mày nên suy nghĩ kỹ lại. Tại vì mày chưa có đụng chạm giang hồ nhiều như tao. Mày không hiểu được luật chơi của tụi nó đâu. Tụi nó đưa ra luật gì? Một khi mày đã dấn thân vào chuyện làm ăn của tụi nó, nếu mày mà bị công an bắt, mày cũng không được hé răng nói bất cứ điều gì hết. Mày mà có nói gì á, cho dù mày vô ngồi tù, nó cũng cho người vô giết mày diệt khẩu á. Dù thế nào đi nữa, tao cũng không thể nào để nội tao chết được. Mày dẫn tao đi gặp ông ta đi. Mày suy nghĩ kỹ chưa? Đi đi. Đi. Ừ, đi.
Giờ đi. Dạ chào anh. Cô ngồi đi. Có phát hiện gì mới không? Báo cáo anh, theo thông tin từ trinh sát báo về, đúng 9 giờ tối nay đối tượng sẽ xuất hiện tại đường Tử Thần. Tên tội phạm này hành tung luôn bí ẩn, hắn luôn thay đổi vị trí để hành động. Chúng ta đã theo dõi hắn bao nhiêu năm qua nhưng vẫn chưa bắt được hắn. Đồng bọn của hắn đã bị tóm gọn, nhưng không tên nào biết được tên thật của hắn. Hắn dùng người rất là thận trọng và xóa bỏ mọi dấu vết liên quan tới hắn. Chúng ta đang đối đầu với một tên tội phạm rất nguy hiểm. Hắn là một tên có kiến thức rộng, vì vậy hành động của hắn rất tinh vi. Cuộc tập kích của đội đặc nhiệm đã mang lại kết quả ngoài mong đợi. Ngoài 5 khẩu súng ngắn và 1 khẩu tiểu liên, khi khám xét ô tô, chúng ta còn thu được một lượng ma túy tổng hợp được ngụy trang trong những bao thuốc lá. Đây là nhân vật chủ chốt trong đường dây buôn bán ma túy. Tuy không bắt được kẻ cầm đầu, nhưng tên Phạm Hà là kẻ mở đường cho cuộc điều tra lần này. Bởi vì hắn là tập tài liệu của nhiều vụ án, nếu khai thác được, còn nhiều chuyện chúng ta cần phải thực hiện nhanh. Thưa anh, nhưng lời khai của tên Phạm Hà lại mâu thuẫn với những gì chúng ta thu thập được, vì vậy việc điều tra sẽ gặp khó khăn. Điều tra không khác gì một cuộc giải phẫu. Con bệnh càng nặng thì người cầm dao mổ càng phải tỉnh táo thận trọng. Cậu nên nhớ, vấn đề ở đây không phải là thái độ của đối tượng, mà là việc làm đen tối của chúng được đưa ra ánh sáng đến mức độ nào. Theo tôi biết, tên Phạm Hà cũng như những tên khác đều hoàn toàn không biết gì về tổ chức bí ẩn này. Hắn chỉ nhận lệnh qua điện thoại rồi vận chuyển ma túy vào thành phố. Trời khổ ghê vậy. Đã vậy còn bệnh lên bệnh xuống nữa. Ủa, mọi người đâu hết rồi? Sao cô ngồi ở đây một mình vậy? Ông Tư đi gặp bác sĩ rồi, còn Nhân nó đi đâu cô đâu có biết. Chắc là anh Nhân đi kiếm tiền đó cô. Bởi vậy chỉ có bay mới hiểu được tính Nhân thôi. Tại vì con với anh Nhân lớn lên chung từ nhỏ nên hiểu tính nhau là đúng rồi cô. Ủa, tôi đâu có nói gì đâu. Tại bị cái gì tự nhiên biện minh hả? Thôi mà lãng. Mà hai đứa bay có chuyện gì mà lại ôm sòm dữ vậy? Dạ, không có gì đâu ông Tư. Ông Tư, bác sĩ nói sao rồi? Nói cho con nghe với. Đừng hỏi. Nè, ra ngoài đi. Hả? Đi ra ngoài đi. Dạ. Sao rồi ông Tư? Bà Nương ơi, bị sạn túi mật. Hả? Bây giờ rồi. Bác sĩ biểu mổ gấp, khổ nổi, biết tìm đâu ra mấy chục triệu đi mà đóng viện phí đây. Trời đất ơi, bây giờ mình phải tính sao ông Tư? Tao đi hỏi mượn được mấy triệu, nào là siêu âm nè, rồi xét nghiệm máu nữa là hết tiền rồi. Con kêu gọi mọi người quyên góp nhưng chỉ được có vài trăm thôi à ngoại. Nè ngoại,
Ủa rồi nãy giờ sao không thấy thằng Nhân, không biết nó đi đâu rồi? Con Quyên nó mới nói thằng Nhân đi kiếm tiền rồi, nó không có để cho bà nội nó chết đâu. Cô này, chưa chi cô đã trù bà nội anh Nhân chết rồi. Mèn đét ơi, ông Tư thấy không, nó binh thằng Nhân chầm chập vậy đó, vậy mà con nói hai đứa có tình ý gì nó không chịu, nó chối. Tôi có trụ quẹo đâu, tôi nói thiệt thôi mà. Ông trời quả thật là bất công với anh. Sao tới bây giờ em vẫn chưa hồi phục trí nhớ gì? Không được nói như vậy đâu. Quán trách trời đất là có tội đó. Thùy Dung, em có nhận ra anh không? Nội là người thân duy nhất của con. Con sẽ làm bất cứ điều gì, miễn là cứu sống được nội. Tao nghe thằng Minh Lì khen mày nức nở, bữa nay tao mới gặp mày. Dạ. Dạ đại ca, thằng Thiện Nhân bạn của em nè, nó đang có chuyện. Bà nói nó bị bệnh nặng, đang nằm trong bệnh viện đó. Giờ nó cần tiền gấp. Bây giờ đại ca có thể thương tình cho nó ứng trước một số tiền để nó lo cho bà nội nó được không đại ca? Luật chơi từ trước tới giờ mày cũng biết rồi đó. Tiền trao thì cháu múc. Mày chưa làm được gì cho tao mà mày đã muốn lấy tiền trước hả? Chắc tụi mày là ông nội tao hả? Dạ dạ, không phải vậy đại ca. Ý em không phải vậy. Tại vì bà nội nó đang bệnh nặng, nó cần tiền thôi. Với lại đại ca cũng biết rồi, chuyện này nguy hiểm quá, đâu phải ai làm cũng được đâu.
Với lại tụi em nhận tiền của đại ca, tụi em cũng không có nuốt lời đâu. Tụi em biết mà, tay chân của đại ca có mặt hết khắp mọi nơi, có trốn lên trời cũng trốn được đại ca. Mày nhắm mày có làm được không? Tôi đã đến gặp anh, coi như tôi đã nhận lời, nhất định tôi sẽ làm được. Khẩu khí mày cũng anh hùng lắm à. Bà nội tôi đang bệnh nặng, tôi cần tiền để giải quyết chuyện gia đình trước. Sau khi xong việc, anh muốn tôi làm gì tôi cũng làm cho anh. Coi như tao phá lệ lần này. Đúng 9 giờ tối nay sẽ có người liên lạc với mày. Dạ. Dạ chào bà. Ừ. Dạ chào chị. Ừ. Dạ chào má. Trời, chào má. Trời, giờ này còn ngã nghiêng ngã ngửa vậy hả? Tại sao? Tại sao tao dạy hoài mà tụi bay không nghe? Ghé quê gặp khách phải nhẹ nhàng, dịu dàng chút xíu, không có được sổ sàng. Trời đất ơi, gái quê gì mà mất nết tới sợ hả? Tụi bay nên nhớ, nhà hàng của tao á là hương đồng gió nội. Gái quê thì phải sao? Dịu dàng, nhẹ nhàng, nhút nhát, con mắt mở to, ngây thơ, hồn nhiên. Còn tụi bay á, gặp khách con mắt mở to trợn trừng, gần như ăn tươi nuốt sống người ta vậy hả? Khách chưa kịp động tới nhào vô lòng người ta rồi hả? Gái quê vậy hả? Kìa má, thì tại tụi con cũng chỉ muốn lấy lòng khách thôi mà má. Ai mượn? Ai biểu mày? Hả? Ai mượn ai biểu lấy lòng kiểu đó? Tụi bay thử nhìn mặt tụi bay đi. Coi kìa. Trời ơi, gái quê mà mắt xanh nè, mỏ đỏ nè, còn cái mặt của mày nữa, trắng bệch mới vừa nhúng vô thau bột vậy đó. Chùi hết, bôi hết cho tao. Ê, đưa đây tao bôi cho. Dạ, lát nữa con bôi. Cái nhỏ này vô duyên. Khách á, thì có 100.000 mặt khách. Những người có chút đỉnh, rủng rỉnh tiền á, hay ra vẻ nổ. Còn đại gia thức thiệt á, người ta đâu có phô trương. Ngu cái gì mà ngu quá trời quá đất, dài hoài cũng biết nghe. Muốn câu cá thì phải câu cá mập, lồng tông cá chốt, câu chi cho đúng rồi. Nghe chưa? Dạ, con biết rồi má. Tao đá con cá chết bây giờ. Còn con quỷ kia, mắt kiến mày đâu? Ơi, đeo vô đi. Trời ơi, má ơi, đeo mắt kiến hoài cho con đuôi quá à. Đuôi mới có tiền, đuôi mới giống sinh viên. Đeo đi, vô đi. Dạ, để con không đeo. Tuy tụi con sành sỏi, là gái thành thị, nhưng mà làm gái quê cũng dễ ợt à, có gì khó đâu. Chỉ cần á học vài ba câu nhạc quê, dịu dàng nhút nhát một chút xíu là ra quê. Như vậy mới quá mặt đại giá được. Đằng này ao ao vậy hả? Tao nói rồi nghe chưa, lần này là lần cuối cùng nghe. Con nào mà không nghe lời tao nghe chưa, gặp khách mà ổng a ổng ẹo ha, sổ sàng ha, tao cho ra ngoài công viên đứng đường, chừng đó được có trách tao độc ác nghe chưa. Dạ. Nghe chưa? Dạ nghe. Dạ. Thầy, tới giờ đưa bà nội con đi mổ rồi. Nội ơi, nội, nội mở mắt ra đi nội. Nội. Nhưng con, con thương nội nhiều lắm. Cố gắng nha nội,
Bây giờ mình tới giờ mổ rồi, con đưa nội vô phòng mổ nha. Gắn lên nha nội. Thầy ơi, con có chuyện gấp phải đi. Thầy canh nội giùm con nha. Ờ, con đi đi. Dạ. Ngu quá, tao dạy hoài không biết nghe. Có khách. Con Đào, con Hương, con Thủy đâu? À, dạ có em. Lẹ lên. Ừ. Con quỷ người vàng, mắt kiến đâu đeo vô. Lẹ lên mấy má ơi. Trời ơi, cái quê mà ăn bận kìa. Còn mày nữa. Dạ. Tuần lễ này có chọn được đứa nào chưa? Dạ, từ ngày má ra lệnh á, con đề nguyên cái bảng á là tuyển công nhân nữ lương cao. Đó, nó kéo tới nộp đơn ủng 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 luôn. Mà kiếm được có hai ba đứa à. Mà nhan sắc cũng tươi tươi. Vậy là tốt rồi. Dạ. Nhanh chóng đưa tụi nó về đây đi. Dạ. Nè. Sao má? Rồi còn quỷ nhà quê đó sao rồi? Má nó còn lan á hả? Ừ. Má yên tâm, con có chiêu thức hết. Con sẽ làm mọi cách để nó ngoan ngoãn nghe lời má con mình. Ừ. Dạ. Được rồi, tao giao cho mày đó nha. Dạ. Mà mày á, làm ơn kêu mấy con quỷ này nè thắt bính hết lại cho tao nghe. Dạ. Sao còn đứng đó không lo vụ lan đi? À, con quên, con đi liền. Khỏe rồi. Không biết ca phẫu thuật của nội như thế nào, mong là mọi chuyện sẽ tốt đẹp. Tao lo cho mày quá. Mày yên tâm đi, tao sẽ không hối hận đâu. Tao biết chuyến đi này lành ít dữ nhiều. Hay là mày để tao đi thế cho? Không được, đây là việc của tao mà. Nhưng mà bây giờ sức khỏe của nội mày không biết sao nữa. Mày nên trở về bệnh viện lo cho nội đi nha. Tao cảm ơn lòng tốt của mày, nhưng tao không thể để cho mày làm thay tao được. Nếu như có chuyện gì xảy ra, tao nhờ mày chăm sóc nội giùm tao nha. Mày đừng có nói chuyện xú quẩy nữa. Nè, cầm đi liên lạc với tụi nó, xong rồi quay về quán cà phê, tao ngồi đợi. Thôi, tao đi đây. Cẩn thận đó nha. Ừ. Nha, nhớ nha. Má tính tiền cho con phòng VIP 3.
Nè, 3.680.000 đó, nhớ đếm tiền cho kỹ, không thôi mày chết đó nghe. Dạ. Chưa. Trời ơi anh Tư. Sao? Trời ơi lâu quá mới ghé quán em. Mời mấy em. Dạ, dạ có chứ. Mấy em, bé Trinh, bé Hà. Dạ. Trời ơi, nhanh lên mấy em. Chào anh, chào lâu quá không gặp. Nhớ anh cũng chết. Dạ mời mấy anh. Dạ, trời ơi, đẹp trai quá à. Trời ơi, đây, vô đây, em tiếp vô. Nè, tiếp mẹ anh đi chú đáo nghe. Ghét từ đầu nha. Nó giữ anh vậy chứ anh nhớ em lắm. Trời ơi, thì muốn bỏ bả đi. Bả giữ vậy. Mà gì vậy? Tình hình rất là tình hình. Là cái gì? Khách càng ngày càng đông mà tiếp viên càng ngày càng thiếu. Vậy mà làm gì hốt hoảng dữ à? Ừ. Phải cười lên chứ. Cười lên hả má? Nè. Dạ. Con Lan sao rồi? Cái con đó hả? Con nói hết mực luôn. Dụ dỗ đủ điều. Không chịu là không chịu. Được rồi, để đó tao. Dạ. Cô tìm ai? Dạ em muốn tìm bà chủ ạ. Bà chủ hả? Đang ở trọng á, cô vô đi. Dạ dạ cảm ơn anh ạ. Dạ, con chào bà. Má, trời ơi đẹp gái quá kìa. Đi đâu đây con? Đi xin việc làm phải không? Dạ đúng rồi ạ. Dạ, anh Tư anh biểu con lên gặp bà Sa xin việc làm ạ. Nè, bà Sa nè. Dạ, anh Tư nói bà tốt bụng lắm. Ờ, cái tâm bà tốt dữ lắm. Trời ơi, tội nghiệp không? Con gái của má thấy thương quá à. Ở dưới quê sống cực khổ lắm hả con? Phước à, dạ. Kêu Tư với Bảy lên đây con. Dạ. Dáng đẹp nè, mặt cũng sáng nữa. Được rồi, má chỉ cần tân trang cho con một chút xíu thôi. Biết đâu con may mắn gặp được một tấm chồng giàu sang và sung sướng cho tấm thân. Dạ, bà kêu tụi con. Ừ. Hai đứa bay á, đưa em nó xuống phòng thay đồ cho nó đi. Phước. Dạ. Maki Dê. Dạ. Bận đồ hưởng chút, hiểu không? Hiểu hiểu. Bà ơi bà, con phải làm công việc gì vậy bà?
Tội nghiệp quá à, không có làm gì cực khổ đâu con. Chỉ cần là con mặc đồ hở hở một chút, mặc đánh cho sáng sáng một chút, rồi con ngồi chung với khách, uống rượu với khách, chiều khách, rồi con có tiền bó. Bà ơi, con không có biết uống rượu. Dễ thôi à. Bà ơi, con không có làm chuyện này đâu, con muốn đi về, bà cho con về đi bà. Về gì được mà về. Vô tới đây thì làm sao mà về được. Bà ơi, tụi bay đâu, đưa nó xuống phòng. Bà ơi, con không làm đâu bà ơi, bà cho con về đi bà ơi. Tao chưa thấy cái con nào mà cứng đầu cứng cổ như mày. Nhưng tao nói cho mày biết, vỏ quýt dày thì có móng tay nhọn nghe con. Tôi không có làm mấy chuyện nhục nhã đó đâu. Nhục nhã? Nhục nhã hả mày? Ngọt gì mày không chịu nghe hả? Tao nói cho mày biết, mày tự động xin vào làm, chứ không ai ép buộc mày hết. Giàu sang sung sướng mày không chịu, mày muốn đứng đường phải không? Được, tao cho mày gánh hậu quả vì cái chuyện cứng đầu cứng cổ của mày. Muốn đứng đường, tao cho đứng đường. Bà ơi, bà ơi, hai cho con. Thưởng cho hai thằng mày đó. Ah!